Thưa quý vị và các bạn, từ phường Dương Đông di chuyển về hướng Bắc đảo khoảng 12 km thì Thúy Tài đang có mặt tại trung tâm hành chính xã Cửa Cạn. Và xã Cửa Cạn cũng là điểm đến trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Cửa Cạn là một xã của thành phố Phú Quốc với tổng diện tích gần 4.000 hectare. Tên gọi này được bắt nguồn từ chính dòng sông chảy từ dãy núi Hàm Ninh theo hướng Tây Nam, rồi đổ bộ xuyên qua địa phương chảy ra biển với tổng chiều dài 15 km. Tại cửa sông, mùa gió nồm, sóng biển bồi lấp cát, ghe tàu mắc cạn, do đó mà có tên Cửa Cạn. Dân bản địa lấy tên này đặt cho dòng sông và đặt tên hành chính cho địa phương. Sông Cửa Cạn hẹp, có nhiều đoạn uốn lượn, đá ngầm và rất nông, chỉ có ghe tàu nhỏ mới ra vào an toàn. Xuôi dòng lịch sử, chính vì sông có địa hình hiểm trở mà anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã chọn con sông này làm đường vận chuyển vũ khí, lương thực cho nghĩa quân. Nơi đây cũng chính là căn cứ cuối cùng của người anh hùng trước khi ông tự nộp mình cứu mẹ và cũng để đổi lấy bình yên cho nghĩa quân và nhân dân vào mùa thu năm 1868. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thúy Tài đang có mặt tại khu căn cứ kháng chiến của Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực tại ấp 2 xã Cửa Cạn. Và đây là một phần của chiếc ghe vận chuyển lương thực của Nghĩa quân. Dạ, chú Năm ơi, chú Năm kể giùm con nghe cái quá trình mà mình tìm kiếm được những cái phần của chiếc ghe á, chú Năm, để mà mình về đây mình trưng bày thì như thế nào hết chú Năm? Đây là cái ghe lương thực của Nguyễn Trung Trực. Tức là lấy lương thực hết thì cái ghe này nhận chìm để ngụy trang tại dưới cái dòng sông này. À, thì do đó những sau này là những người mà thợ lặn đi lặn là lặn cá lặn này cái kia lặn dưới theo sông đó thì phát hiện cái ghe này nó nằm ở dưới cái búng lòng sông chỗ này. Từ đó sau khi đó, những mấy ông thợ lặn mới gỡ lên từ miếng mới trình báo chính quyền tìm thấy cái xác này, cái ghe này thì xác định là ghe lương của Nguyễn Trung Trực, và lấy từng mảnh dán từ ở dưới sông cũng như đào vét rồi nó cũng sức ra rồi lấy từng mảnh mà ví dụ nó chôn phân nữa nó phân nữa thì cũng nạo vét rồi lấy từng tấm thì cuối cùng lấy được nhiều tấm mới ghép lại thành được đó. Bây giờ còn lại bao nhiêu đây? Người đời sau ngưỡng mộ khí tiết và tri ân ông đã lấy khu căn cứ xây dựng làm nơi thờ tự tưởng vọng người anh hùng ngay bên dòng sông. Sau nhiều lần trùng tu, năm 2017, ngôi đình được xây dựng khang trang. Đây cũng là ngôi đình thứ hai thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Phú Quốc. Ngày nay, để đến được nơi đây, ngoài di chuyển bằng đường bê tông, vẫn có thể di chuyển bằng đường thủy men theo dòng Cửa Cạn. Tuy nhiên, di chuyển bằng đường thủy phải luồn qua nhiều con lạch hiểm trở, cần phải có người am hiểu địa hình, hướng dẫn mới có thể đảm bảo an toàn. Rời khu căn cứ kháng chiến, câu chuyện về thực trạng những vườn tiêu bạc ngàn làm nên thương hiệu cho hồ tiêu Phú Quốc đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu. Cửa Cạn là một trong ba xã của thành phố Phú Quốc phát triển mạnh nhất với nghề trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo sự chia sẻ của cán bộ địa phương, trồng hồ tiêu trên đất Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn. Diện tích trồng tiêu ở Cửa Cạn hiện nay giảm mạnh nhất so với các địa phương Cửa Dương và Dương Tơ. Khi thời hoàng kim của cây tiêu qua đi, dạo một dòng xã chỉ còn nhỏ lẻ những khoảnh đất trồng tiêu nằm trên các triền núi. Giá tiêu xuống thấp chỉ còn khoảng 45 đến 50 ngàn đồng trên 1 kg. Đầu ra không ổn định, chi phí chăm sóc thua lỗ, nhiều bà con đã phải phá bỏ tiêu trồng các loại cây ăn trái. Không còn nhiều hộ dân mặn mà với những trụ tiêu một thời là cây phát triển kinh tế chủ lực. Nghề trồng trọt với những lận đận thăng trầm, nhưng nghề biển ở xã Cửa Cạn đang được các ngư dân bám giữ phát triển từng ngày. Hiện toàn xã có 77 tàu cá. Nửa đầu năm 2022, sản lượng khai thác đánh bắt ước đạt 640 tấn, tăng 26,7%.
Ở đây, dân miền biển không chỉ chắt chiu nguồn lợi từ biển, mà họ còn biết cách biến tấu những sản vật biển trở thành sản phẩm đặc trưng cho địa phương. Dùng biển cửa cạn này là ngư trường lớn của loài ruốc. Người dân tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương để chế biến phát triển nghề mắm ruốc hơn 30 năm nay. Cách làm mắm ruốc thì mỗi cơ sở mỗi công thức, nhưng căn bản vẫn phải trải qua công đoạn ủ ruốc, phơi, xay và cho vào thùng chứa ủ để đến thời gian nhất định rồi cho nguyên liệu gia vị vào để thành phẩm. Cơ sở sản xuất mắm ruốc Minh Dũng là cơ sở điển hình làm nên thương hiệu cho mắm ruốc Cửa Cạn. Xuất phát từ nghề truyền thống của gia đình với những bí quyết riêng cũng như thực hiện các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện mắm ruốc Minh Dũng đã trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Phú Quốc, được bày bán như một sản phẩm du lịch cho du khách thưởng thức và làm quà biếu. Thật là may mắn khi mà đặc sản mắm ruốc Minh Dũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như thành phố Phú Quốc đã tạo điều kiện cho mắm ruốc Minh Dũng đã đạt được cái thành tựu đó là sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Thì khi mà trở thành một sản phẩm nông thôn tiêu biểu thì cơ sở mắm ruốc Minh Dũng luôn đặt tiêu chí là chất lượng và uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ, đem đến một cái sản phẩm uy tín chất lượng cho người tiêu dùng, góp phần tăng thêm sự đa dạng về các sản phẩm du lịch của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, điểm nổi bật ở xã Cửa Cạn là nơi đây có những bãi cát trắng trải dài, sạch đẹp lại quang sơ. Với tiềm năng như thế này thì tiếp tục chương trình, Thứ Tài sẽ tìm hiểu câu chuyện làm du lịch ở nơi đây. Cạn thì nói chung là còn rất là nhiều cái bãi biển quang sơ, bãi biển đẹp, nó liền tới bãi dài. Mình sẽ thích hợp đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng là nhiều. Và cái thứ hai đó là về cái lặn ngắm biển hoặc là những cái trò chơi giải trí cho du khách khi đến Cửa Cạn. Nên thì cũng có cái mô hình gọi là cho khách chèo những cái thuyền kayak dạo trên sông ở Cửa Cạn để khách tham quan cái khu cái làng Cửa Cạn, cho khách biết được nhiều về cái đời sống của người dân của mình ở đây. Nói chung là khi khách nghỉ dưỡng ở đây thì những cái thuyền anh cung cấp là miễn phí cho khách. Hiện tại thì 80% là khách nội địa, còn 20% đó là khách nước ngoài đến từ các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản là nhiều nhất. Hiện nay thì xã Cửa Cạn thì so trước đây là cái tiềm năng lớn của Cửa Cạn là phát triển nông nghiệp là chính. Tuy nhiên do tình hình giá cả nông nghiệp, đặc biệt là cây tiêu rất giá, nên là hiện nay thì cái người dân không có tái đầu tư mà chuyển sang một cái lĩnh vực khác, phát triển cái lĩnh vực là thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Thì nhiều cái resort, nhiều cái doanh nghiệp trên địa bàn cũng xúc tiến đầu tư cũng như là thu hút khách đến địa bàn của Phú Quốc nói chung và có ông đó có xã Cửa Cạn nói riêng. Thì đây cũng là một cái trong những lĩnh vực mà tiềm năng cũng như là thế hiện nay ngành mũi nhọn của Cửa Cạn đang phấn đấu theo chủ trương chung của thành phố Phú Quốc trong cái thời gian hiện tại và cũng như thời gian sắp tới. Hiện nay thì thành phố Phú Quốc nói chung cũng như là Cửa Cạn là đang cái đẩy mạnh thực hiện cái công tác là cái tuyên truyền vận động cái công tác cái bảo vệ môi trường gắn với cái môi trường của du lịch, đảm bảo vững chắc và bền vững trong thời gian sắp tới. Thì đối với xã Cửa Cạn thì cũng như chung của thành phố thì cũng đang triển khai thực hiện các cái mô hình đang thực hiện như là mô hình ngày thứ bảy đầu tuần của tháng, rồi mô hình là tuyên truyền vận động người dân là phân loại rác thải gắn tại nguồn cũng như là cái bỏ rác đúng nơi quy định để mà góp phần cái môi trường xanh sạch đẹp cho cái thành phố Phú Quốc cũng như là xã Cửa Cạn. Thì đặc biệt riêng các cái khu resort của các nhà hàng thì đã có sự chủ động của các chủ đầu tư là làm cho những các bãi biển thường xuyên là diện vệ sinh môi trường để các bãi biển để làm sao khi khách đến cửa địa bàn của Cửa Cạn, đặc biệt là các resort thì thấy được cái bãi biển đẹp, thu hút được cái khách du lịch đến đây để mà cái tham quan cũng như nghỉ dưỡng rồi vui chơi giải trí tại địa phương. Về Cửa Cạn hôm nay không chỉ đơn thuần là điểm đến để